Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn quay trở lại với VTD Online. Như thường lệ, mình là Duy. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn bạn gia nhập nhóm của VTD Online. Cụ thể là các bạn sẽ phải tải phần mềm Telegram. Các bạn nhìn trên màn hình, mình truy cập vào Google. Để tải phần mềm Telegram, các bạn gõ từ khóa là Telegram. Sau đó các bạn chọn là cái trang đầu tiên, Telegram Messenger. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn vào Telegram for Windows. Ở đây có phần mềm là Telegram cho điện thoại của hệ điều hành Android. Nếu bạn xài iPhone hoặc là iPad thì bạn có thể tải phần mềm này ở đây. Còn ai đang sử dụng Windows Phone thì có thể tải ở đây. Ba hệ điều hành chính hiện tại. Rồi, bạn có thể sử dụng Telegram ở trên nền web. Bạn có thể sử dụng trên macOS và sử dụng trên máy tính PC. Thông thường mình sử dụng Telegram trên hai nền tảng. Thứ nhất là trên ứng dụng Android, bởi vì mình xài điện thoại Android. Cái thứ hai là mình sử dụng Telegram trên máy tính laptop của mình. Còn ở trên nền tảng web thì các bạn có thể sử dụng, tuy nhiên là nó sẽ hơi khó dùng một chút xíu. Mình khuyên các bạn là nên xài hai cái. Một là xài hệ điều hành điện thoại smartphone, tức là Android hoặc là iOS, tức là iPhone hoặc là iPad. Còn trên máy tính thì các bạn nên xài cái bản này, tức là Telegram for PC. Hãy các bạn bấm vào. Tiếp theo các bạn bấm vào cái nút là Get Telegram for Windows để mà tải phần mềm về. Rồi các bạn chọn nơi lưu trữ. Ví dụ như mình chọn ở desktop, bấm nút save để mà tải về. Sau khi tải về xong các bạn thấy nè, các bạn bấm vào ở đây để mình cài đặt. Chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Tiếp tục chúng ta cứ bấm next cho tới khi nào hoàn tất. Rồi, finish. Đây các bạn nhìn trên màn hình, phần mềm nó tự động chạy cho chúng ta. Các bạn bấm nút start để mà chúng ta bắt đầu. Đó. Để sử dụng phần mềm này, các bạn sẽ sử dụng số điện thoại của mình, tức là của các bạn á, để đăng ký tài khoản. Ở đây mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Cộng 84 là đại diện cho số 0. Rồi ha, chúng ta chỉ cần nhập tiếp các cái số còn lại. Số của mình là 0977168388, thì đây mình sẽ nhập là 977168388. Và ở trên này chắc chắn là các bạn phải chọn Việt Nam là đúng rồi. Chúng ta bấm next. Sau đó các bạn kiểm tra điện thoại của mình. Các bạn sẽ thấy quên, các bạn hãy chọn vào cái chỗ là send code qua SMS, tức là qua tin nhắn á. Rồi, xong rồi các bạn kiểm tra điện thoại, các bạn sẽ nhận được tin nhắn của Telegram gửi đến với mã kích hoạt. Bây giờ mình sẽ nhập mã kích hoạt của mình vào tin nhắn của mình, 191377. Đó, sau khi mà các bạn nhập vào thì nó sẽ tự động đăng nhập vào Telegram cho các bạn. Tiếp theo là các bạn sẽ gia nhập nhóm của VTD Online bằng cách là bấm vào cái đường link bên dưới phần video. Mình có để đường link ngay bên dưới, các bạn bấm vào và chúng ta bấm join Telegram là được ha. Ok, xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.